Mến chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ 1 bộ môn ngữ văn. Để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1, hôm nay cô giúp các em hệ thống lại các kiến thức và kỹ năng thuộc hai phân môn tiếng Việt tập làm văn. Về phần tiếng Việt, các em cần ôn lại các bài đã học từ tuần 1 đến hết tuần 14, bao gồm từ ghép, từ lấy, đại từ, từ Hán Việt, quan hệ từ, chữa lỗi về quan hệ từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, thành ngữ, điệp ngữ. Video này sẽ thực hiện ôn tiếp các bài còn lại, lần lượt từ chữa lỗi về quan hệ từ. Các em đã biết, quan hệ từ là những từ biểu thị các ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa các câu trong đoạn văn. Việc sử dụng đúng quan hệ từ là một trong những yêu cầu về diễn đạt. Qua thực tế nói, viết, cô nhận thấy các em còn nhiều hạn chế khi sử dụng quan hệ từ. Chúng ta cùng điểm lại các lỗi thường gặp về quan hệ từ và cách khắc phục nhé. Đầu tiên là lỗi thiếu quan hệ từ. Do thiếu nên ta phải thêm. Cách thực hiện là ta xác định vị trí thiếu quan hệ từ, sau đó thêm vào vị trí thiếu một quan hệ từ có giá trị kết nối. Ví dụ, con xin báo tin vui, cha mẹ mừng. Ta xác định được vị trí thiếu quan hệ từ được đánh dấu V trong câu, rồi ta chọn thêm vào vị trí ấy từ cho. Ta nhận thấy các bộ phận của câu nối kết liền lạc. Tiếp theo là loại lỗi thừa quan hệ từ. Cách khắc phục là loại bỏ. Vì sao? Xét ví dụ, qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. Phân tích cấu tạo ngữ pháp, ta nhận thấy qua bài thơ này là thành phần trạng ngữ đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi là vị ngữ. Câu thiếu thành phần chủ ngữ. Bỏ từ qua cụm danh từ, bài thơ này là thành phần chủ ngữ, phần còn lại là vị ngữ. Câu diễn đạt đúng ngữ pháp khi có đủ hai thành phần chính. Lưu ý, khi bỏ từ qua, các em phải viết hoa chữ cái đầu câu. Dạng lỗi thứ ba là dùng quan hệ từ mà không thích hợp đề nghĩa. Khắc phục bằng cách thay thế quan hệ từ biểu thị ý nghĩa kết nối phù hợp ngữ cảnh. Ví dụ, nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ. Từ và cần thay thế bằng từ nhân để đảm bảo sự kết nối hợp lý hai vế trong câu. Dạng lỗi thứ tư là dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. Ở dạng lỗi này không có cách chữa chung mà chữa tùy vào từng ví dụ cụ thể. Ở ví dụ 1, không những ở với hai là quan hệ từ nhưng không có tác dụng liên kết. Vế đầu đã dùng không những, vế sau phải dùng mà còn thì mới tạo nên sự kết nối biểu thị ý nghĩa bổ sung. Ở ví dụ 2, từ với thứ hai là quan hệ từ nhưng không có tác dụng liên kết. Xét cụm từ tâm sự với mẹ, ta thấy quan hệ từ với dùng để nối động từ chỉ hoạt động nói năng với danh từ chỉ đối tượng người nghe. Vì vậy, ta nên thêm động từ tâm sự để phát huy tác dụng kết nối của từ với. Tiếp theo là bài từ đồng nghĩa. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Theo đó, có hai loại từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ không có sắc thái nghĩa phân biệt. Ví dụ, quả, trái. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn là những từ có sắc thái nghĩa phân biệt. Ví dụ, hy sinh dùng với sắc thái tôn kính, bỏ mạng dùng với sắc thái khinh bỉ. Ngoài sắc thái biểu cảm, còn phải kể đến sự phân biệt ít nhiều về nghĩa biểu niệm. Ví dụ, nhìn với ngắm. Ngắm là nhìn từ xa. Còn trưng bày với trình bày thì trưng bày là bày ra để xem thưởng lãm. Còn trình bày thì gắn liền với hoạt động nói. Vì vậy khi nói, viết, ta cần cân nhắc lựa chọn từ phù hợp với ngữ cảnh, tức ý cụ thể ở mỗi câu. Về bài từ trái nghĩa, trước tiên cũng cần nắm rõ khái niệm. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau dựa trên một tiêu chí về nghĩa. Ví dụ, với tiêu chí ánh sáng, ta có từ tối trái nghĩa với từ sáng.
Với tiêu chí màu sắc, ta có từ đen trái nghĩa với từ trắng. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa thuộc về hai đỉnh cực ngược chiều nhau hoàn toàn. Về giá trị, từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói câu văn thêm sinh động. Còn về bài từ đồng âm, cũng cần nắm khái niệm. Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau. Ví dụ, con ngựa đang đứng bỗng lồng lên. Lồng ở đây là cất cao vó trong trạng thái hoảng loạn. Còn trong câu tôi nhốt con thỏ vào lồng, lồng lại là thực vật dùng để nhốt giữ. Các em cần lưu ý phân biệt hiện tượng từ nhiều nghĩa với hiện tượng từ đồng âm. Từ nhiều nghĩa là hiện tượng của một từ có một nghĩa chính và một hay nhiều nghĩa chuyển. Từ đồng âm là hiện tượng của nhiều từ có nghĩa khác xa nhau. Sử dụng từ đồng âm thì em cần lưu ý tạo ngữ cảnh đủ rõ để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm. Tiếp theo là thành ngữ. Các em cũng cần nắm rõ thế nào là thành ngữ. Thành ngữ là những cụm từ có cấu tạo cố định, nghĩa là ít có khả năng thay thế, chen xen, hoán đổi các từ trong cụm. Về mặt ý nghĩa, những cụm từ này biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh, tương đương với từ dùng để đặt câu. Ví dụ, thành ngữ lên thác xuống đền, đặt trong ngữ cảnh câu ca dao, nước non lận đận một mình, thân cò lên thác xuống đền bảy nay, biểu thị một sự kiếm sống đầy gieo neo, trắc trở, long đong lận đận. Tìm hiểu thành ngữ, điều quan trọng là các em cần nắm nghĩa của nó. Nghĩa của thành ngữ có thể là nghĩa trực tiếp của các từ tạo nên nó. Ví dụ, ngày lành tháng tốt, mưa to gió lớn, gần nhà xa ngõ, bước thấp bước cao, tứ cố vô thân, sinh cơ lập nghiệp. Nhưng phần lớn là nghĩa hàm ẩn, tức nghĩa suy ra dựa trên các biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, nói quá. Chẳng hạn như lên thác xuống gần, suy ra từ phép ẩn dụ. Ráng sành ra mở là cách nói quá để gây ấn tượng về thói keo kiệt, bụn xịn. Đối với vai trò ngữ pháp của thành ngữ có thể làm thành phần chính trong câu hay thành tố phụ trong cụm từ. Ví dụ, ông em sinh cơ lập nghiệp tại đất rừng U Minh. Sinh cơ lập nghiệp đóng vai trò là biện ngữ của câu. Trong câu mẹ em chọn ngày lành tháng tốt khai trương cửa hàng tạp hóa, chọn là động từ, nên ngày lành tháng tốt giữ vai trò là thành tố phụ trong cụm động từ. Các em cần ôn lại nghĩa của các thành ngữ đã học, nắm vững vai trò ngữ pháp của loại cụm từ này để vận dụng đặt câu nhé. Cuối cùng là bài điệp ngữ. Điệp ngữ được nhận biết qua dấu hiệu lặp đi lặp lại từ ngữ hoặc cả câu, là một biện pháp tu từ. Điệp ngữ được tạo nên nhằm làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Ví dụ, từ vì được lặp lại ở câu cuối bài thơ Tiếng gà trưa nhằm nhấn mạnh nguyên nhân chiến đấu của người chiến sĩ. Các em lưu ý, khi nêu tác dụng của phép điệp ngữ ở một ví dụ cụ thể, các em tránh nói nhấn mạnh ý chung chung mà phải nói rõ ý nào được nhấn mạnh. Muốn vậy phải dựa vào nghĩa của từ được lặp đi lặp lại và cả ngữ cảnh thì mới nói rõ tác dụng của phép điệp ngữ được vận dụng. Về các dạng điệp ngữ, có 3 dạng điệp ngữ. Điệp ngữ cách quản. Cách nhận biết, điệp ngữ cách quản là các từ ngữ không lặp liên tục mà cách quản bởi những từ ngữ khác. Thứ hai là điệp ngữ nối tiếp. Các từ ngữ được lặp lại liên tục trong cùng một câu và ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Thứ ba là điệp ngữ chuyển tiếp hay còn gọi là điệp ngữ vòng. Các từ ngữ được lặp lại ở cuối câu trước và đầu câu sau, giữa chúng ngăn cách với nhau bằng dấu chấm câu. Trên đây là nội dung ôn tập phần tiếng Việt. Về tập làm văn, các em sẽ ôn luyện giảng bài biểu cảm về một tác phẩm văn học với 2 đề sau. Đề 1, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh. Đề 2, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Trầm Thắng Riêng của Hồ Chí Minh. Để có thể phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ, các em phải thật sự thâm nhập tác phẩm,
cảm nhận đầy đủ sâu sắc giá trị nội dung của tác phẩm. Vì vậy, kiểu bài này đặt ra chuẩn kiến thức cũng chính là định hướng cảm nhận mà các em cần khai triển trong bài làm. Bài cảnh khuya được sáng tác theo thể thất ngôn tứ tuyệt đường luật với hai câu đầu tả cảnh, qua đó gián tiếp thể hiện tâm hồn nhà thơ. Nên trước tiên các em sẽ cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên, quang thanh tiếng suối và trăng rừng Việt Bắc. Từ hai câu thơ, ta nhận ra những rung cảm tinh tế và phong thái ung dung của bác. Hai câu cuối trực tiếp thể hiện cảm nghĩ của nhân vật trữ tình. Câu 3 cho thấy tình yêu thiên nhiên tha thiết của bác. Ở câu 4, ta nhận ra tấm lòng yêu nước sâu nặng của người. Một nội dung không kém phần quan trọng phải trình bày, đó là sự hòa hợp thống nhất giữa tình yêu thiên nhiên và tấm lòng yêu nước qua điện tử chuyển tiếp ở cuối câu 3, đầu câu 4. Do cũng được viết bằng thể thơ tứ tuyệt đường luật, nên hai câu đầu của bài Rằm tháng giêng tức Nguyên Tiêu gợi ra một không gian rộng lớn tràn đầy ánh sáng và sức sống mùa xuân, qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và cái nhìn tươi sáng của bác. Câu thứ 3 cần cảm nhận trong tương quan với hai câu đầu. Ta nhận ra phong thái ung dung của bác, bởi lẽ dù đang dốc lòng lo việc quân việc nước, người vẫn đón nhận được vẻ đẹp của sông nước chiến khu. Hình ảnh tươi sáng gợi ra ở câu cuối bài thơ bắt nguồn từ tinh thần lạc quan cách mạng của bác. Ngoài chuẩn kiến thức, kiểu bài này còn đặt ra yêu cầu về kỹ năng, cũng chính là trình tự các bước cần thực hiện, được khái quát thành dàn bài chung áp dụng đối với thể tứ tuyệt đường luật. Mở bài có nhiệm vụ giới thiệu bài thơ và nêu cảm nghĩ chung. Các em cần lưu ý, cùng với việc dẫn ra nhan đề bài thơ, các em phải cho biết tác giả, vì bất kỳ bài thơ nào, trừ ca dao là những sáng tác truyền miệng dân gian, đều là tiếng nói cảm xúc của nhà thơ. Nêu cảm nghĩ chung là một yêu cầu bắt buộc ở phần mở bài trong biểu cảm. Cảm nghĩ chung là cảm nghĩ bao quát nội dung cả bài thơ. Tránh nói, em thích bài thơ vì bài thơ có hình ảnh thiên nhiên thật đẹp. Để dẫn vào thân bài, các em cần điểm lại thể thơ bố cục. Việc làm này là cơ sở sắp đặt bố cục phần thân bài. Sau đó lần lượt trình bày cảm nghĩ về từng phần của bài thơ. Đối với thể thơ tứ tuyệt, thông thường bố cục gồm hai phần, hai câu đầu và hai câu cuối. Các thao tác thực hiện viết bài cho mỗi phần như sau. Đầu tiên là viết lời dẫn và dẫn thơ. Lời dẫn chuẩn bị cho sự xuất hiện của câu thơ sẽ dẫn, nên ý cần phải gắn bó với câu thơ sẽ dẫn. Chẳng hạn, để dẫn câu thơ thứ nhất trong bài cảnh khuya, ta có thể viết câu đầu gợi lên âm thanh vọng lại từ xa trong đêm khuya thanh tịnh, hai chấm ngoặc kép, tiếng suối trong như tiếng hát xa. Đóng ngoặc kép lại, các em nhớ thuộc thơ để dẫn cho chính xác. Dẫn thơ là một yêu cầu bắt buộc vì đây chính là cơ sở của những cảm nhận được trình bày. Tiếp theo ta sẽ viết cảm nhận về nghệ thuật nội dung hai câu đầu gắn với hình ảnh thiên nhiên. Ngôn ngữ thơ giàu tính nghệ thuật nên chúng ta phải cảm nhận được cái hay của ngôn từ thì mới thấy hết được vẻ đẹp của thiên nhiên được gợi ra. Khi đã cảm nhận vẻ đẹp của cảnh thì đừng quên bộc lộ cảm xúc để thể hiện được đặc điểm của kiểu bài như tên gọi của nó. Các em đã biết, hai câu đầu trong bài thơ tứ tuyệt có nội dung tả cảnh và gián tiếp thể hiện tâm hồn nhà thơ. Nên bước tiếp theo, cần cảm nhận và bộc lộ cảm xúc về tâm hồn nhà thơ. Sau khi thực hiện hoàn chỉnh các bước ứng với hai câu đầu, ta sẽ trình bày cảm nghĩ về hai câu cuối. Thao tác viết lời dẫn và dẫn thơ phần này cần quan tâm đến chuyển ý để tạo nên sự gắn kết các phần của bài làm. Tương tự phần trước, ta sẽ cảm nhận về nghệ thuật, nội dung gắn với hình ảnh nhân vật trữ tình và bộc lộ cảm xúc về tâm hồn nhà thơ. Phần kết bài, ta sẽ thực hiện đánh giá chung về hình thức cũng được hiểu là nghệ thuật của bài thơ. Lưu ý, ta chỉ điểm lại đặc điểm nghệ thuật đại thể. Yêu cầu tiếp theo là khẳng định cảm nghĩ chung về nội dung, bao gồm phần cảnh và phần tình, tức tâm hồn nhà thơ. Nhằm cụ thể hóa các bước thực hiện ở mỗi phần, cô sẽ hướng dẫn các em thực hành dần đoạn mở bài, thân bài, kết bài. Về mở bài, cô dẫn ra ba mở bài. Các em đọc mở bài 1. Trong các tác phẩm được học, bài Trầm tháng giêng, nhan đề phiên âm là Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh động lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc. Phần câu bài Trầm tháng giêng tức Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh đã nêu đối tượng biểu cảm
tức dẫn ra nhan đề bài thơ và cho biết tác giả. Phần còn lại của câu động lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc, nêu cảm nghĩ chung. Chúng ta đến với mở bài 2. Hồ Chí Minh vừa là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vừa là nhà thơ lớn của dân tộc. Sự hài hòa giữa tố chất thi sĩ và trọng trách chiến sĩ ở Bác được thể hiện rõ nét qua bài thơ Cảnh Khuya. Câu đầu giới thiệu về tác giả. Câu 2 phát triển ý câu 1, đồng thời dẫn ra nhan đề bài thơ. Vậy là đã nêu được đối tượng biểu cảm và cũng đã cho biết tác giả. Còn cảm nghĩ chung chính là nhận định được phát triển trên cơ sở ý giới thiệu về tác giả. Khi mở bài được viết bằng 2 câu, đòi hỏi các em phải quan tâm liên kết câu. Từ Bác ở câu 2 chính là một cách thế, danh từ riêng Hồ Chí Minh ở câu 1 tạo nên sự liên kết. Cụm từ sự hài hòa giữa tố chất thi sĩ và trọng trách chiến sĩ ở câu 2 ứng với cụm từ vừa là vị lãnh tụ vừa là nhà thơ của ở câu 1. Chúng ta đến với mở bài 3. Trang vốn là người bạn tâm giao, là nguồn thi hướng bất tận của các bậc cao nhân mặt khách. Bác Hồ cũng luôn dạt dào cảm xúc với Trang. Bừng Trang chiến khu trong những ngày khói lửa đã bước vào thơ Bác qua bài Rằm Tháng Giêng Tức Nguyên Tiêu. Em rất yêu thích bài thơ này. Ở mở bài 2, nếu ý dẫn nhập giới thiệu về tác giả thì ý dẫn nhập ở mở bài 3 đề cập đến hình ảnh Bừng Trang. Các câu tiếp theo phát triển ý theo nguyên tắc kết nối cũng nhằm dẫn ra nhan đề bài thơ và gián tiếp gửi gắm cảm nhận chung. Tiếp theo là những đoạn phần thân bài. Đoạn đầu minh họa cho các bước trình bày cảm nhận cảm xúc về hai câu đầu bài Nguyên Tiêu của Hồ Chí Minh. Bài Cảnh Khuya tả cảnh trong rừng Việt Bắc, còn bài này lại tả cảnh trăng ở vùng sông nước cũng thuộc chiến khu năm xưa. Kim dạ Nguyên Tiêu, Nguyệt Chính Viên, Xuân Giang Xuân Thủy tiếp Xuân Thiên. Trên bầu trời cao thẳm nổi bật vầng trăng tròn thành vặn, ánh trăng vàng vặc soi tỏ mặt sông trải dài tiếp tận chân trời. Thì từ xuân trong câu thơ gợi ra một không gian tràn đầy khí xuân, sắc xuân. Em rất yêu thích cảnh này, một không gian rộng lớn tràn đầy ánh sáng và sức sống mùa xuân. Qua hai câu thơ em nhận thấy Bác có những rung cảm tinh tế rất vẻ đẹp của thiên nhiên. Ôi yêu mến biết bao tâm hồn giàu xúc cảm thiên nhân của người. Đồng thời hai câu thơ cũng cho thấy cái nhìn tươi sáng đáng trân quý ở Bác. Các em lưu ý, đối với những câu thơ tả cảnh thuộc thơ Trung Đại thì thơ Trung Đại, cái đặc điểm tác cảnh của thơ Trung Đại là gợi nhiều hơn tả, nên các em cần phát huy sức tưởng tượng để có thể hình dung cảm nhận về cảnh nhé. Tiếp theo là cái đoạn văn minh họa cho việc trình bày cảm nhận cảm xúc về câu cuối bài Nguyên Tiêu Hồ Chí Minh. Câu thứ tư vẽ ra một hình ảnh thật đẹp, giả bán quê lai nguyệt mãn thuyền. Từ thuyền trong câu thơ chính là con thuyền mà Bác và các đồng chí bàn việc quân giữa nơi thâm sâu khói sóng. Nửa đêm chiếc thuyền đề ra chiến lược đường lối giải phóng dân tộc trở về, lướt trên dòng sông trăng, trăng như cũng loan loáng đồng thuyền. Hình ảnh thơ tươi sáng giàu sức gợi liên tưởng đã xéo vào lòng người đọc niềm tin mãnh liệt về sức tất thắng của công cuộc kháng chiến. Cảm nhận vẻ đẹp lời thơ, em càng khâm phục tinh thần lạc quan cách mạng của Bác. Tiếp theo là phần dựng đoạn kết bài. Đây là đoạn văn minh họa cho phần kết bài. Cảnh Khuya là bài thơ tứ tuyệt mẫu mực. Em yêu thích cảnh thiên nhiên gợi ra trong bài. Đến với vẻ đẹp tâm hồn Bác, em càng thêm yêu kính người. Trong phần kết bài thì các em chú ý khẳng định cảm nhận cả hai mặt. Về nghệ thuật thì chúng ta sẽ điểm lại những cái nét nghệ thuật đại thể. Còn về nội dung thì chúng ta sẽ khẳng định lại cảm nghĩ cả hai mặt cảnh và tình các em nhé. Cô mến chào tất cả các em, chúc các em vui khỏe và làm tốt bài thi.